Dạng cốc đi, dạng gạo vậy. Trời sao youtuber mà ăn bận vậy? Bận vậy mà bận. Mắc đập bận. Chân gà này không phải chân gà bình thường đâu, đây là chân gà Chanel. Chanel, đúng. Và cái tập này gọi là tập gì? Hôm nay ăn gì? Hàng hiệu. Lại hôm nay ăn gì? Hàng hiệu. Diện cả cây hàng hiệu đi ăn đồ hàng hiệu. Không, và hôm nay anh gì Fashion Week. Yeah. YSL tiếng Việt sẽ là YSL. Tiếng Pháp là gì? Tiếng Pháp là Burberry. Tại vì cái quần này hôm nay phải mặc vậy, nhưng mà tại vì có cái chữ Burberry nên phải thả xuống. Và mình là cái thương hiệu mà vừa thời trang vừa nội thất mà vừa gạch xây nhà này kia đủ luôn. Supreme. Có nhang luôn. Có nhang luôn. Mua theo bông bó nhang. Đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn hết cả menu đồ hiệu tại Chợ Tiếng Nghe. Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chúng ta nguyện béo cùng nhau. Uống hết cạn ly này thì tình chị em chúng ta thêm bền chặt. Từng cạn ly này thì tình chị em chúng ta cạn luôn chứ. Xuất sắc. Ừ. Ừ, ngon quá à. Ngon quá à. Chắc tại đói á, chắc tại khát nước á. Nó uống như thiệt á, nó dùng. Tao hút. Ủa, chị hút hay như nào á? Không có bạn, không ai hút hết hết á. Ở đây mình đã có bò bía boss nè. Bà gỏi cuốn Gucci và bánh tráng trộn Balenciaga. Ở đây tụi mình đang ở trong một cái quán bún đậu mắm tôm. Ừ. Là của gì á? Bún đậu tôm A Chẩm. Mình cũng chưa ăn A Chẩm bao giờ. Chia nhau ra. Nhưng mà chị vẫn không hiểu là tại sao bò bía lại là bò bía boss. Tại cái phông chữ nó dễ biết cái chữ bò bía. Ờ vậy thôi chứ không có gì. À là cái phông chữ nó dính, nó liên tưởng tới cái đó. Ừ, chứ không liên quan gì hết trơn á. Tức sao không có món nào cơm thấm. Cơm thấm hay là cơm tấm hay chè này nọ cho dễ đi, kiếm quá trời kiếm không ra. Ủa mẹ ái mang bò bía mình, mẹ đang gọi cuốn. Nó kêu. Nó đang kêu. Cho nhanh. Trời mới cạn đi không tình chị em giải thích cạn nhất rồi. Biết tại sao bò bía khác gọi cuốn rồi nào không? Bò bía thì tính là bò bía chai nhưng mà không phải. Em thấy là nó có thêm cái vô đủ. Không, bò bía là tại vì nó là củ xăng. Nó là củ xăng cho rồi. Đúng không? Vậy hết thôi hả? Không, nó rẻ hơn thôi à. Ơ, bò bía ngon quá, cô gà bò bía ngon quá à. Có ba ngàn cuốn mà cũng rất là rẻ. Ừ, với lại ở đây lúc cô đi ngang của mình tưởng cô bán cái gì đó mà kiểu sôi sùng sục quá. Không, cô dùng than củi cho nên nó khói. May là cô bán ngoài trời chứ bán trong nhà là chết rồi. Trời ơi, bà biết cô này cô ở văn phòng mình chắc mình mua mình ăn thường xuyên luôn quá à. Rồi cuốn này cũng bình thường à. 8 ngày một cuốn đúng không? Mát. Mát. Nhưng nó tăng giá luôn, hôm anh tăng giá là sao? Không, mà cái gỏi cuốn này to hơn cái gỏi cuốn bình thường ấy. Ờ đúng rồi, to cái hơn. Cái gỏi cuốn này bự hơn. Không, nhưng mà nó có một miếng tôm mà. Bình thường mình ăn 2 miếng tôm lận. Nó đầy đặn hơn, nó dày hơn, nó to hơn. Với bún không à? Tôm nửa con, thịt cách mỏng như tờ giấy trắng. Bên trong bún cũng ít. Chủ yếu là giá không mà. Dạ trời, tôi cái ăn bò bía có giá lắm á. Gỏi cuốn. Bây giờ có giá, đừng có chờ giá luôn nè, anh thử cho biết đi. Thôi mày lo mày giữ giá của mày đi, bởi mày ế đó. Chỗ này bán không có địa chỉ gì. Cô bán ngay đầu hẻm một chiếc xe nhỏ thôi. Nó không biết địa chỉ. Ngay trước chợ Thị Nghe. Và đây, thôi rồi tới bánh cái xe bánh chén đã lắm mọi người. Trời mấy bạn học sinh mà thấy thích chết luôn á. Nó có cả bánh chén, tất cả vùng miền. Ồ. Long An. Có bánh chén chấm luôn á. Đây bánh chén trụng mềm mày. Mềm, nhưng mà nó không có được đậm đà. Không đậm đà gia vị á. Tại vì đây cũng là một cái bánh xe bánh tráng mà nhiều loại. Kiểu chắc là thêm một bánh thêm đồ thôi. Bánh thêm. Ăn thì cũng được, nhưng mà không đặc sắc hết. Không hề đặc sắc tí nào luôn á.
Và mình có ở đây là bún đậu đôi chè gà banana. Và dồi rán Dior. Dior. Được rồi, anh miếng dồi rán chấm mắm tôm đi rồi. Không, ăn nước mắm à. Chấm mắm tôm. Nước mắm. Mình ăn bún đậu mắm tôm đôi chè gà banana. Quê mùa lạc hậu. Lì ghê luôn á. Dồi rán nó đi ngon. Mình sẽ cho thêm xả cho nó rất là thơm. Đấy, đậu xanh. Và một phần thập cẩm như vậy là có bún, có đậu, có chả cốm nè, có nem chua nè, ba miếng mình ăn hết miếng rồi nè. Hồi nào vậy? Nó nhanh ghê luôn á, không biết. Có phèo với lại có thịt. Thịt. Nhưng mà thịt này không phải là thịt... Thịt bó. Thịt bắp. Thịt này bó, thịt bắp hả? Vậy hả? Đâu bó mà. Nhưng nó không bó lại thôi. Ờ. Đây là thịt bắp. À. Kỹ lắm á, người ta cẩn thận lắm, người ta bó như thịt bắp thì cũng được rồi. Tưởng ta rảnh ta mới bó. Không, bó lại ngon. Bó ngon hơn, bó nó chắc hơn. Trời ơi, cái bậy thời buổi này ai mà đi ăn bún đậu với mắm tôm thì ăn bún đậu mắm tôm. Cái xung quanh nó quay lại nó quánh cho. Cái mắm tôm ở đây ngon hơn. Cái bình thường. Ngon mà. Nhưng mà cái là nó có nhiều chi nhánh với lại giá rồi menu cũng ổn nên là có khá là đông ấy. Khi mà ăn bún đậu thì người ta sẽ nghĩ đó là bún đậu Anh Chảnh này, bún đậu Tiến Hải là kiểu hai bún đậu nổi tiếng ở Sài Gòn. Em nghĩ là về giá nó vừa phải, giá nó hợp lý. Tại bún đậu thì nó phải đặc biệt nhất, chỉ có mắm tôm với lại đậu hũ. Và đậu hũ đây thì cũng bình thường à. Không gian cũng ok, phục vụ ok, nhiệt tình. Nói chung là rẻ so với Sài Gòn nha mấy má. Chứ mấy má. Chứ mấy má ở đâu, mấy má nói là quê em rất nhiều hơn cái thân thua á. Rồi bây giờ sẽ đi kiếm lẩu chua cay nè, chân gà nè. Gì nữa, hết chưa? Sắp cua. Cua, ba cái món đó. Để xong cái Fashion Week này nha. Bóng cá đó hả? Nó có cái bóng cá nữa. Ở ngoài ta đâu có bóng cá kìa. Cái gì? Nửa cái chanh á. Nó ăn má cảo gì đó. Nghe mùi bánh bao thơm, nghe mùi bánh bao xong rồi mua nửa cái chanh. Má cảo thơm bè. Chiếc chai này nóng quá không cầm được. Nóng không cầm được luôn á. Giờ mai có bánh kẹo vô dụng này. Cầm. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Nóng á. Cua là stream hả? Ờ, thì cái chữ đó stream. Stream. Nghe nó bắn vô không có ai đợi được nhan sắc này đâu. Biết sao lạ không? Tại màu nó không có nấm đông cô cho nên nó hơi khác. Ồ, sắp bị cắn nhất rồi. Nhìn nó nhạt. Cắn nhất là tại vì nó không nhạt, tại vì không có nấm đông cô á. Đúng rồi. Tự nhiên hỏi súp cua, cái cô hỏi súp cua là cái gì? Hết hồn. Cái mình cô bán súp cua, súp cua liền. Thôi, bóng cá ngon lắm á. Cái súp cua nó cũng ngon nữa. Ngon đó. Nóng. Ngon ha. Ngon bất ngờ. Mình cứ sợ là cái bóng cá nó sẽ tanh, nhưng mà nó không tanh chút nào. Thật sự ta vẫn không biết bóng cá là da heo hay là nó là cái bóng cá. Chị nghĩ nó là da heo. Tao cũng nghĩ là da heo. Ủa chứ bóng cá mắc lắm đúng không? Da heo rồi, cái người ta chế biến, cái người ta đổi cho nó là bóng cá. Ừ. Và cô bán ngay ở cổng chợ Thái Bình luôn. Rất là dễ thấy. Há cảo, bánh bao, súp bóng cá cua. Trời ơi, có lẩu chua cay. Thiệt, nó có nửa gói à. Còn cái lẩu chua cay là bên này thì mấy má cái đó chỉ là phụ thêm thôi bên này, tập trung vào bên này. Tại bên đây có bò vô quá. Lẩu chua cay, Louis Vuitton đúng không? Saint Laurent. À, Saint Laurent hả? Yves Saint Laurent, đọc cái tên hãng của chị nè, 2, 3. Rồi, tua chậm lại. Lại cái này nè. Yves Saint Laurent. Rồi, tua tầm. Đúng theo cái bảng ở đây là món cuối cùng. Trời ơi. Bắt buồn tới giặt áo gì. Và cái tiệm này là một cái tiệm, và đây là một cái tiệm đậu 79.000 nằm trên đường Nguyễn Cao quận 1 kế bên Cinesta. Đúng, và đây một cái loại tiệm có giá 79.000 tôi nói mọi người. Trời ơi bất ngờ luôn á. Ừ, vừa có mực vừa có tôm vừa có cá, một đầu cá cái cuối cùng gấp lên phát hiện là nửa cái thôi. Lẩu chua cay bên này. Đó, và đồ ăn thì đây là 1,79.000 là có sẵn rau rồi đồ ăn luôn. Và nếu mà người muốn thì kêu thêm. Lì ra ơi. Có xíu. Kiểu ra cho những người mà ế. Mà chứ có bồ á. Mà không có bạn bè gì ăn gì luôn á. Em nói em không hả? Không, em có bạn bè người không? Dạ, nó có bạn bè gì mà. Ờ. Ủa em đâu nói gì đâu, ủa em đâu nói ai đâu. Kiểu hai người á đang giảm cân á, đi ăn này cũng được. Và nếu mà
đi ăn đông hơn thì ở đây cũng có lẩu chấm bảy chín, lẩu lớn hoặc là lẩu sumo luôn, là bự luôn, thì mình biết có bự là cỡ nào. Chị, cái lẩu của chị là bên đây nè, chị đừng có chỉ em. Tôi để trước mà. Lẩu thì vẫn quan trọng nhất là cái nước lẩu hoặc là nước chấm này nọ đúng không? Cũng bình thường. Tại vì ở đây có quá nhiều nước lẩu cho nên là họ pha cái nước ra cũng vừa đủ ăn thôi á. Bây giờ không có xuất sắc nhưng mà em thích tại vì nó cái lẩu chua cay này nó có thêm xả rất là nhiều, rất là thơm. Ờ, có cả chả cá, xúc xích, bò Mỹ, đầy đủ hết. Cá viên lắm. Cá viên lắm. Tắt chưa? Nói chung á thì chỗ này mình đánh giá là nó rẻ mà nó đa dạng hương vị, chứ nói về mặt ngon thì cũng đánh giá là cũng được thôi, không có ngon. Đúng rồi. Là đủ xoài, trời lạnh lạnh như thế này. Bỏ ra 80 nghìn vào đây ăn rồi lẩu. Đã rồi, cái này đã. Nó kêu nó chạy. Tính là khen quá trời khen luôn, tại vì nó hợp với tụi mình. Nó rẻ hợp với tụi mình. Ừ, nó rẻ bọn. Tính nó bọn mình rẻ, rẻ đúng lắm. Cái chuyện ghê vậy, tao rẻ đúng rồi nè, tao mặc quay hết eo nè. Ủa em có mặc búp bê rì nè. Ừ thì tao có rẻ đâu. Mặc Supreme. Có rẻ rồi nè, không hề rẻ luôn á. Báo cho rồi tụi mình đã lên đời hàng hiệu rồi. Thì đáng lẽ cái này là kiểu ăn chợ thị nghè, nhưng mà chợ thị nghè thì thật sự nó cũng không quá là đa dạng cái menu, đúng không? Nó không quá đa dạng menu cho nên là cuối cùng thì tụi mình vẫn bon chen đi ăn lẩu ở một cái tiệm khác. Và để các bạn, rồi nếu các bạn muốn ăn thử cái lẩu 79k thì có thể tới đây nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, tụi mình sẽ để cái địa chỉ ở đây. Xong rồi tiếp. Để bạn kể ban ngày. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho hôm nay ăn gì. Và hãy comment bên dưới cho tụi mình là các bạn đã ăn những món hàng hiệu nào chưa nha. Không, các bạn có quần áo hàng hiệu gì? Comment bên dưới tụi mình, tao xài hàng hiệu mỗi ngày nè mày. Mày xài hiệu gì? Con gác. Bye.